40, 41, 42. Đó là Y Tiết, chàng trai Bình Định đang gây sốt khắp các diễn đàn mạng quốc tế chỉ với một vài câu hát nghêu ngao, đếm số bằng tiếng Anh. Sinh ra trong một gia đình nghèo ở vùng Duyên Hải, Nam Trung Bộ, những năm tháng đầu đời của Soi Y Tiết, sinh năm 1988, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định không hề dễ dàng. Cha mẹ mất sớm, Y Tiết được gửi vào trại mồ côi và bắt đầu cuộc sống tự lập từ đây. Dù chưa từng chia sẻ, Y Tiết từng phải đối mặt với căn bệnh trầm cảm, những khó khăn tinh thần còn song hành với những gian nan về thể chất. Nhớ về căn bệnh viêm phổi với hai lần thập tử nhất sinh, anh Tiết nói bằng một thái độ lạc quan. Lúc mình nằm ở trong bệnh viện thì bệnh mình khó thở quá, bác sĩ cho mình thở oxy. Sáng thức dậy thì mình mới biết mình còn sống. Mỗi ngày thế là mình tự nhủ bản thân là mỗi ngày trôi qua nếu được sống thì mình phải sống thật là vui. Một buổi chiều cuối tháng 2 năm 2020, trong lúc đàn bò đang nhâm nhi gặm cỏ, Y Tiết ngồi buồn, bên lấy điện thoại ra, mở giai điệu của một ca khúc nổi tiếng, rồi ngẫu hứng thử hát đếm số bò bằng tiếng Anh theo nhịp điệu của bài hát. Thế là cuộc đời bắt đầu có những bước ngoặt. Lúc mình đi chăn bò thì mình nghe nhạc quốc tế, thấy như vậy thì mình thử nghêu ngao qua, đập số thử, cảm thấy giai điệu nó hợp, thế là mình hát bằng giai điệu bằng hát số luôn. Hát xong, anh đăng lên TikTok, nền tảng video ngắn hàng đầu thế giới hiện nay, rồi dắt đàn bò trở về nhà như mọi ngày. Không ngờ sau một đêm ngủ dậy, clip được rất nhiều nghệ sĩ nước ngoài yêu thích và hát lại. Trên Instagram, sau khi trang World Star Hip Hop đăng tải đoạn video đếm hài hước của Soi Y Tiết, nam rapper Snoop Dogg đã chia sẻ đến hai lần đoạn clip này về tài khoản mạng xã hội với hơn 42 triệu lượt theo dõi, đồng thời gắn tên Soi Y Tiết dưới bài đăng của mình. Tiếp đó, nam ca sĩ Chris Brown cũng thích thú chia sẻ lại đoạn clip của chàng trai chăn bò Việt, kèm theo caption: "Bạn đã xem đoạn video điên rồ này bao nhiêu lần?" Ngay cả Rihanna và Cardi B đều triệu hồi Soi Y Tiết trên Instagram chục triệu người theo dõi của họ vì nhớ bài ca đếm số của anh giữa lúc đợi kết quả bầu cử chính thức. Chỉ sau thời gian ngắn, kênh TikTok của Soi Y Tiết hiện đã có hơn 1,4 triệu follower. Facebook của Y Tiết đã nhận được nút tích xanh. Instagram cũng có hơn 654.000 người hâm mộ. Ngoài ra, Y Tiết còn đang sở hữu một kênh YouTube với hơn 400.000 lượt đăng ký, nơi anh dùng để chia sẻ những video trải nghiệm ẩm thực và cuộc sống thường ngày của mình. Từ lúc mà mình hát số cho nó vui thì một số bạn nước ngoài cũng bảo mình hát sinh nhật cho họ thì mình cảm thấy rất là vui. Thì họ trả cho mình được khoảng 1 triệu đến 1 triệu rưỡi trong một bài hát đó thì mình cảm thấy rất là vui. Việc trở thành hiện tượng phổ sóng toàn cầu, được cộng đồng người nổi tiếng quốc tế tích cực chia sẻ, đó quả là một hành trình quá khó tin, không chỉ của riêng mình Y Tiết. Chính từ lý do đó, câu chuyện của Soi Y Tiết đã được đề cử trở thành nhân vật truyền cảm hứng của năm do nền tảng video ngắn TikTok tổ chức. Kết quả sẽ được công bố vào đêm vinh danh TikTok Awards 2020 sắp tới. Quyết định trở thành một người lạc quan của anh Y Tiết đã trở thành minh chứng sống cho một sự sáng tạo, tuy xuất phát từ niềm vui cá nhân, nhưng mang một sức lay động mạnh mẽ và truyền giá trị sống đầy tích cực đến cộng đồng.